Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn mua ạc Liên Quân thì hãy truy cập ngay shop ạc rẻ 24h.com. Tôi Hữu Bộ xin chào lại cho anh em. Tôi Rút Trà chào lại cho anh em. Tôi Văn Tiến chào lại cho anh em. Tôi Cường Seven chào lại cho anh em. Tôi Khoa Sầm Mai chào lại cho anh em. Ok các bạn ạ, thì hôm nay anh em mình lại có một clip về nướng siêu cay các bạn ạ. Rất nhiều các bạn hỏi là tại sao anh không nướng kiểu khác đi mà suốt ngày nướng siêu cay. Mình có nói ở rất nhiều các clip khác ấy, thì mình bảo là cái đặc sắc kênh của mình đó chính là chỉ có nướng siêu cay các bạn ạ. Bởi vì tất cả tem mình ai cũng thích ăn đồ cay các bạn ạ. Và một thời gian nữa mà khi mà trời bắt đầu vào mùa đông ấy thì ăn đồ cay nó thật, mùa đông mà ăn cay tuyệt vời luôn các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ không nói nhiều nữa, mình vào chủ đề chính của clip ngày hôm nay. Thì anh em mình đã mua một con gà tây 11 kg các bạn ạ, rất là to luôn. Ngay sau đây thì mình sẽ cho các bạn xem con gà tây đó. Nếu các bạn mà thấy clip này của anh em mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, chia sẻ video để ủng hộ anh em mình nha. Đây là con đà đéo quên các bạn ạ. Đây là con gà tây các bạn ạ. Đấy, mình cứ quên hay nhầm bởi vì cũng chưa được tiếp xúc đà đéo với gà tây bao giờ. Đây là con gà tây các bạn nhá. 11 kg, rất là to luôn. Nó rất là lạ các bạn ạ. Ở bên dưới này thì nó có kiểu như cái chuỗi lông. Đấy, rất là lạ luôn. Đây. Lông cái này giống lông con công nhỉ. Giống cái gì luôn. Ở bên dưới thì nó có hai quả cà các bạn ạ. Nó đang đeo hai quả cà có bọng một cái quả cà. Đây cái nó lạ cái nữa các bạn này. Khi anh mình kéo này ra nhá, xong thả. Thôi, xong vào nó thả ra, tự nó thun lại. Rồi, bây giờ anh em mình sẽ đi làm thịt. Thế bây giờ phải đưa nó đi thịt à? Thế không đi thịt thì nướng thế nào được em? Mà thương lắm. Thương thì biết làm nào giờ, anh em mình phải thịt thì mới nướng được chứ. Tôi thương lắm, không xem nó đi vào nhà này. Tiến thương quá là bỏ đi vào trong nhà rồi các bạn ạ. Không xem cảnh giết mổ, và anh em mình cũng sẽ không quay cảnh giết mổ lên cho các bạn xem. Bởi vì vi phạm một số chính sách của YouTube các bạn ạ. Bây giờ anh em mình sẽ mang đi làm thịt các bạn nhá. Đây là con gà tây sau khi anh em mình đã mổ và bỏ lông đi các bạn ạ. Nhổ hết lông thì chắc phải mất 3 cân lông và 1 cân nội tạng các bạn ạ. Thực sự là rất là nhiều luôn, lông thì được lứa xô luôn. Bây giờ anh em mình sẽ cho vào để ướp siêu cay thôi. Cho nước ướp vào bạn ơi. Bắt cho làm giống đây. Làm gần đầy thau luôn các bạn ạ. Ui giời, bắt đầu hết vào luôn. Cho luôn ít một ít vào bên trong. Xoa đi bạn. Thật ra anh em chúng tôi là và mấy thằng trẻ trâu đó là chưa được ăn gà tây bao giờ, không biết là bạn Lâm được ăn chưa? Tôi cũng được ăn rồi. Được ăn rồi à? Khoa ăn chưa bạn? Chưa. Cũng chưa ăn gà tây bao giờ con ạ. Lần đầu tiên của anh em chúng tôi là mang đi nướng siêu cay luôn. Hai tiếng chắc hai tiếng chắc chín. Chín lợn to mới quay 2 tiếng. Dê chứ? Là dê. Bạn có thấy lặng con gà tây là còn lặng không? Lớn đi. Thôi, đây là cái chanh tre này hôm nay mình nướng dê ấy, thì bây giờ vẫn tận dụng lại, nhưng mình kỳ cọ sạch sẽ đi và anh mình tận dụng lại cái thanh tre này các bạn ạ. Nhìn thanh tre này thẳng và đẹp, rất là đẹp luôn. Bạn cười gì? Hả? Vết thương chưa lành. Đó, anh em mình bắt đầu nướng các bạn ạ. Mình nướng con này 2 tiếng chắc là chín, bởi vì bây giờ khoảng độ 2 rưỡi chiều, 4 rưỡi chắc là chín.
anh em mình nướng được gần 1 tiếng rồi các bạn ạ, chắc là sắp chín rồi. Còn bây giờ anh em mình sẽ cho các bạn xem anh em mình làm cái lòng này. Cái lòng nó rất là dày luôn, như là lòng con mèo ấy. Thật ra là mình chưa được ăn lòng mèo bao giờ, bởi vì mình cũng không ăn lòng mèo. Nhưng mà mình nhìn thấy anh em họ đã từng làm lòng mèo nên biết con gà Tây này, nhìn cái lòng của nó ấy, đi xì cái lòng mèo luôn. Anh em mình sẽ cuốn vào thanh tre này rồi mình nướng các bạn ạ. Úi dồi, dài nhở. Cái mè của nó cũng cực kỳ to luôn các bạn ạ. Đấy, bảo sao mà cái nội tạng này của nó không 1 cân bạn nhỉ. Vậy là cái nội tạng lòng với cả mè đã được buộc vào thanh tre, cuốn trên thanh tre này. Thì bây giờ anh em mình sẽ nướng các bạn ạ. Anh em mình sẽ nướng. Wow. Ui, bạn ăn gì đây? Không, không mời các bạn à? Mời bạn ạ, chủ quá, không tìm mời. Ra bật mấy quả xanh xanh này. Quả này là ương, nó kiểu như chín. Vậy là con gà Tây này sắp chín rồi các bạn ạ, nhìn lên màu rất là đẹp luôn rồi. Còn bây giờ cái lòng với cái mè kia chín trước thì anh em mình sẽ thưởng thức trước. Nào đi thôi, đi thôi. Nhìn ngon nhỉ? Để nhìn ngon lắm các bạn ạ. Đấy, đấy, đừng ngửi ra, đấy. Tháo ra thôi. Các bạn, bạn cầm cái kia lên không nó rơi ra, Tiến đưa lên để thái ra mỗi nhầm miếng. Lại tôi thấy dày mà, nhưng mà chẳng qua tách ra thì nó thế. Dài nhở? Nhìn kích thích quá. Tiến thử miếng đi. Mời tất cả các bạn nha. Dai ngọt, cay cay quá. Em biết đây là loại gì không? Hả? Mè đúng không? Ừ. Đúng cây thích. Mè gà Tây luôn nha. Bà thử miếng lòng chưa? Chưa. Thử đi. Xé ra rằng cái đứt mà. Mời các bạn nha. Thôi bạn ơi. Bây giờ sẽ chia cho hai Thanh Liên đang quay gà Tây một chút. Còn chỗ này anh em mình thưởng thức dần các bạn ạ. Ai dạ, bạn thử luôn bạn ơi, bạn thử luôn lòng đi. Thì gặp mời các bạn đấy. Được chứ? Dài quá. Tuyệt vời không? Được đấy. Nhìn lòng. Thử đến mà các bạn ơi. Dài. Ăn giống gì? Tiến chuẩn bị bát cắt ra để chị cho mang cho hai Thanh Liên đang quay gà đi. Đấy, hai Thanh Liên gọi là đang quay gà thưởng thức thử cái món gà Tây à? Lòng gà Tây, mè gà Tây đấy. Mời các bạn đi ạ. Mùi ngấm nước chua cay ngon thật. Ngon. Tuyệt vời chứ? Lần đầu tiên là ăn mè gà Tây, ăn thịt gà Tây rồi nhưng mà chưa ăn mè gà Tây. Ăn miếng lòng. Mồm ăn nhiều tay mất phải hoạt động. Ủa. Chịu khó tí đi để tí khi mà con gà Tây để chín để thưởng thức luôn. Sẽ dành cho Đôn Chè một cái đùi nhá. Không, phải cho Đôn Chè ăn nguyên cái cổ cái thủ luôn. Anh em mình đã nướng được hơn 2 tiếng rồi các bạn ạ. Nhưng mà bởi vì sợ to quá, chưa chín được bên trong nên anh em mình sẽ nướng thêm. Thề với các bạn là anh em mình dạo này kiểu như đi quay toàn gặp mưa luôn. Đây các bạn này, lại phải trăng lên để che nó này. Thề không biết là ngày gì mà dạo này suốt ngày mưa, đen lắm này. Đây mình sẽ quay con gà cho các bạn xem gần chín rồi. Bạn bắt quay đều một tí đi. Ngoài các bạn ạ, chắc là nướng cố tầm nửa tiếng nữa chắc là chín rồi. Bởi vì mình sờ lấy sờ con gà này rất là nóng luôn. Thề với các bạn nào hiện tại là chưa cần chặt ra, chưa cần gì mà chỉ cần nhìn không mà nước miếng đã gọi là chảy đầy một cái thau rồi. Anh em mình đã nướng thêm nửa tiếng nữa các bạn ạ. Các bạn nhìn đây, mấy cái da, mình nghĩ con gà Tây này da có vẻ nó rất là chắc nhưng vẫn bị toát ra này.
Mặc dù anh em mình đã dùng kim, anh em mình đâm rồi, đâm rất nhiều lỗ rồi nhưng vẫn bị toác. Mình nghĩ là nó nóng quá, nó chín rồi. Và anh em mình sẽ mang ra để chặt. Mưa bây giờ róc, sắp sửa còn vào cả con gà rồi. Anh em sẽ mang lên để anh em mình chặt, anh em mình bắt đầu thưởng thức thôi. Đây, bạn Lâm còn đang đứng để che cái vải rượu, nước róc tuế loe các bạn ạ. Nhìn rất là ngon luôn các bạn ạ. Và anh em mình sẽ chuẩn bị chặt thôi. Giữ không nó ra đất. Wow, để cái thước xuống, bạn Lâm chặt ở đây luôn. Xong mà bày vào cái mâm kia. Nhìn ngon vãi chưởng các bạn ạ. Thề với các bạn. Nhìn ngoài. Ui con ạ, toàn thịt là thịt không. Ngoài màu. Đôn trà chắc đang rất là thèm rồi con ạ. À không phải đôn trà không đâu, mà tất cả anh em đang rất là thèm. Tầm này rớt hết nước sướng rồi. Bạn tách cái đùi ra xem nào. Sợ, mình sợ nó không chín các bạn ạ. Nhưng mà bởi vì trời cũng sắp tối rồi, nên mình quyết định là phải dừng quay thôi. Thì mình nghĩ là sẽ chín. Ui giời, phụt nước kìa. Chín luôn. Ui các bạn này, đấy đây, cầm cái đuôi cho các bạn xem coi. Quay bạn quay lại bên này. Ui giời các bạn ạ. Tuyệt vời luôn. Thật các bạn ạ, nếu mà chặt ra chắc phải đầy luôn cả cái mâm này, rất là nhiều luôn. Bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu thưởng thức con ạ. Anh em mình chặt xong rồi. Ở kia có mấy trái dưa chuột, hôm nay anh em mình sẽ ăn kèm món gà tây nướng siêu cay này. Đây con ạ. Nhìn mắc ngon luôn. Tại vì bây giờ anh em mình quay cũng khá là tối rồi. Bây giờ bởi vì nó to quá, quay bây giờ phải đến 5:30 tối rồi, và cái trời mùa này thì tối rất là nhanh, nên anh em mình vẫn cố hoàn thành nốt clip cho các bạn xem. Nào hai thanh niên trẻ trâu sẽ thưởng thức hai cái đùi đi. Thưởng thức hai cái đùi đi. Wow. Mời tất cả các bạn nha. Úi giời. Trước tiên là ăn xong thì cho cái cảm nhận nó có giống gà bình thường không? Dại hơn. Đây nào, bạn qua với anh em thưởng thức đi nào. Ăn gà bình thường. Đợi cho anh em gọi là cho hai thằng trẻ trâu ăn qua một chút rồi anh em sẽ thưởng thức ngay sau đây các bạn ạ. Mời bạn nhé. Bạn phải chấm thêm muối à? Mời các bạn nhé. Tôi thích ăn mặn. Bia với nước ngọt đâu? Bật lên. Ủa. Mời mọi người nha. Hai trẻ trâu cứ dùng nước ngọt đi. May là chín con ạ. Nếu hôm nay mà không chín thì cho anh mình hỏng luôn cả clip luôn. Thấy sao? Hả? Thì hai thanh niên này gặm hai cái đùi phê nhỉ, đùi gà tây ăn phê nhỉ, thế mới sướng chứ đúng không? Bạn thấy nào bạn? Quá ngon rồi, ăn dài tuyệt vời luôn nhá. Tuyệt vời. Không chỗ nào chơi. Chắc tối nay không phải ăn cơm nữa rồi, ăn hết con này anh em về ngủ luôn. Bỏ cơm luôn các bạn ạ, bởi vì mình nghe bảo gà tây rất là nhiều chất luôn. Rất là ngon. Hôm nay có thấy cay không? Có. Hơi cay à? Hơi cay xong rồi xì xoàn nhiều ấy. Hơi cay mình xì xoàn nhiều ấy. Đá đi bóng bụng. Gọi là mắc cay luôn. Chân gà mới cay này. Đang cay lại lóng vào lũ. Mình sẽ thưởng thức ngay bây giờ đây con ạ. Tôi đã quay để cho các bạn xem một lúc rồi. Bây giờ trời cũng khá là tối nên là mình sẽ đẩy nhanh tiến độ mà mình thử một vài miếng rồi hỏi cái cảm giác của anh em sau khi ăn cái món gà tây nướng siêu cay này con ạ. Đây mình sẽ cánh. Mình mời tất cả các bạn nhá. Mình chói các bạn còn nhìn thấy không nữa. Ừ.
Tuyệt vời. Không biết là cái cánh đấy. Cánh gà này mà mang chiên kiểu KFC thì không biết nó như thế nào nhỉ? Chiên to chiên KFC. Ô bạn, KFC. À tức là chiên xô to đúng không? Mắc to luôn, nhìn như này to to mang cái cánh gà chiên KFC. Hôm nay mình chỗ vẫn đang ốm các bạn ạ, nên là chỉ dùng nước ngọt thôi. Ốm từ một hôm giờ vẫn chưa khỏi nên không dám uống bia các bạn ạ. Dài quá. Các bạn này da rất là giòn các bạn ạ, mắc giòn luôn. Nó toát đấy, anh thấy nó còn toát hết cả da các bạn ạ. Giòn lắm, ăn giòn tan luôn. Ôi tưởng có hai cái đùi mà đến ba cái đùi à? Đây là cánh này, cánh như đùi, cánh to. Quá bạn ạ. Da con này vừa dai vừa giòn, ngon ốm đấy. Ngon con hơn thịt gà trọi, siêu giòn. Con gà trọi á, hay hôm nào làm thử con gà trọi nhờ. Được đấy. Dài. Ba cánh à? Đùi. Đùi hai. Tưởng có đến ba đùi mà. Cắn con thịt gà làm dương, ăn ngon hơn. Ăn kèm với tuột đấy. Ăn nó không ngấy, nó trôi gà. Ngon con gà như thế này. Ngon, thì chắc. Một cái đùi hay tiến lên gặp chú lấy chưa hết. Các bạn nhìn trên thôi rất chi là bạn quay mặt sau ấy. Sau đúng ngon u vậy. Các bạn có thấy kích thích không? Ok thì bây giờ mình sẽ hỏi anh em thôi, cái cảm giác khi mà ăn cái món gà tây nướng siêu cay này, thực sự đây là lần đầu tiên ăn của mình, cảm nhận đầu tiên của mình nó là dai hơn các thịt cá kia các bạn ạ, và nhìn nó lạ. Quay con to quá trời, như lúc nãy mình nói trời đang tối luôn các bạn ạ. Anh mình sẽ đẩy nhanh tiến độ, bây giờ sẽ hỏi cảm giác của anh em rồi anh mình sẽ dừng clip các bạn nhá. Bạn Lâm ngồi đấy thì bạn cho các bạn biết cảm giác trước đi. Các bạn thật sự là ăn con gà tây nướng kiểu này thì tôi chắc tối nay không ăn cơm nhà nữa rồi, tôi chỉ muốn ăn cho nó lo thôi, tại vì nó quá ngon luôn. Thịt thì dai như gà trọi, bỏ da thì rất chi là dai và giòn luôn, ăn rất chi là cay. Hôm nay ăn rất chi là ngon, trời thì tối hơi có tí mưa, ăn kiểu lóng lóng rất chi là ngon, quá tuyệt vời. Ok, gặp con Lam. Các bạn, lần đầu tiên tôi đã ăn nguyên con gà tây to như này các bạn. Mặc to, ăn thịt rất là thơm và cay. Đặc biệt là con này vì gà tây nên nó không giống loại gà thông thường các bạn. Thịt nó rất là lạc và ăn rất là chắc, rất là thơm các bạn. Da mắc gò luôn, tuyệt vời các bạn. Các bạn có lẽ là các bạn nên mua thử gà tây và làm giống như anh em tôi. Nướng rất là lâu đấy con ạ. Nếu các bạn mà mua gà tây các bạn nướng rất là lâu đấy. Bởi vì gà tây thường gà toàn trên chục cân người ta mới bán được các bạn ạ. Nào bây giờ đến pha đi. Gà trên chục cân ấy, thì nướng nó mới ngon. Còn tôi gà từ ngon, quá. Ngon từ thịt và ngọt từ xương bạn ạ. Anh ăn, anh em hết cả xương rồi ạ. Ăn cả xương. Hàng thì cho quên. Tôi thì lần đầu tiên được ăn thịt gà tây. Thì gà tây và được nhìn thấy luôn đấy, lần đầu tiên được nhìn thấy. Ăn thì phần phần da bên ngoài ăn rất là dai và cay. Phần thịt bên trong thì ăn này thì khỏi phải chê rồi. Tiến ạ. Mới đầu khi nhìn con gà vẫn còn sống thì rất là thương con gà. Khóc luôn các bạn ạ, Tiến khóc luôn đấy. Nhưng mà sau khi nướng lên á, đứng ngoài thì rất là thèm và muốn ăn luôn. Rồi tóm lại về chốt lại một câu là rất ngon và cay. Ok các bạn ạ. Ok, và bây giờ mình sẽ không làm mất thêm thời gian của các bạn nữa. Và anh em mình sẽ cố gắng là đánh chén thêm một chút. Rồi anh em mình sẽ về. Còn bây giờ mình sẽ dừng ngay bây giờ các bạn ạ. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối clip này của anh em mình. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.